Hello chào cô chú anh chị và các bạn đến buổi gần ngày hôm nay nha. Hôm nay em cập nhật một con bò Angus siêu đỏ nha. Con bò Angus siêu đỏ này anh chủ nhà anh cấy được 22 tháng rồi nha cô chú anh chị, được 2 tháng rồi nha. Là thật luôn, đúng yếm này, đúng yếm là bài bản nha. Đây, chân móng là hoàn thiện nha, không ổ xe, không có xuống cúng xuống buồn hết nha. Chân trước thì sao đây? Bò này em bao tập lỗi nha cô chú anh chị. Bò này anh chủ nhà nó lứa này lứa thứ hai nha, bún yếm thì khổ phải nấu luôn. Bò này thì cực kỳ của chú anh chị ơi, nè xé lưng chính luôn nha, xé mặt chính luôn nha, đầu trụi nha, mặt rất là đẹp luôn, mặt y xì nhưng bò đực nha, mặt rất là tốt luôn. Bò này rất tốt của chú anh chị ơi. Bò chủ nhà cấy được 2 tháng rồi nha, đu thì là thoạt luôn nha. Cái bò này sao chân khu em đo là 1m35 nha chú anh chị, giữa lưng nó là 1m3 nha, rất là đẹp luôn. Khung tàng này bò này là thùng sình nha, cạnh đuôi của chú anh chị nhìn thấy cực kỳ không, bò rất tốt luôn, lông da rất là nhuyễn luôn nha. Mấy con bò này lông nhà da nhuyễn này nó đẻ rất là tốt nha. Con bò này có mức giá là 25 triệu nha, 25 triệu bao ship vòng 100 cây số nha. Bò rất đẹp, rất tốt luôn, đúng yếm của chú anh chị nhìn nè, đẹp phạt luôn. Thường mấy con bò mà có lưng bụng này nè, đẻ ra rất là má sữa nha chú anh chị. Chú anh chị có mua mình rút kinh nghiệm nha, mấy con bò mà có lưng bụng đẻ rất là má sữa, rất tốt luôn, đúng yếm thì đẹp phạt luôn nha. Đây, lông da rất là nhuyễn luôn. Thì bò có đẻ rồi thì anh chủ nhà sẽ chứ bao cho chú nghiệm trong vòng 3 tháng nha. 3 tháng nếu có lồi hay lú gì á thì sẽ chở bò về và tiền chứng hoàn đầy đủ cho cô chú anh chị mình nha. Bò để rồi phải bao nha, bao trong vòng 3 tháng. Nếu có lồi hay lú gì sẽ chở bò về. Thì tiền chứng hoàn đầy đủ cho cô chú anh chị mình nha. Bò này đuôi lạch thoạt luôn nha. Rất là tốt luôn. Bò này có mức giá là 25 triệu bao ship vòng 100 cây nha. Bò này cũng yếm thì khỏi phải nấu luôn cô chú anh chị nè. Yếm đuôi thì lạt phạt luôn nha, lông da rất là nhuyễn luôn, bò rất tốt luôn. Thùng dạo thì bài bản nha, bò này thùng dạo là khỏi phải nấu nha. Bò tốt luôn, mặt rất là đẹp luôn. Bò này là bao tạp lỗi rồi chú anh chị, không có ốp xe nha, không có xuống cúng xuống ruộng gì hết nha. Rồi bây giờ cũng như em đã cập nhật thông tin như hình ảnh của con bò này rồi. Nếu cô chú anh chị nào cảm thấy thích thì mua về phát triển kinh tế thì alo em nha, số điện thoại để trên màn hình. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Em xin chân ái kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.